Hello shop đồ xi, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay shop em lại tiếp tục lên cho bác những mẫu giày thể thao, giày công sở nhé. Đôi nào cũng đẹp hết trơn á. Mà đặc biệt là giá thì cực kỳ rẻ đúng không ơi. Tại vì cuối năm với lại dịp gần gần Tết các bác, giá thành bên em bán sẽ cực kỳ rẻ để cho các bác mua phục vụ vào dịp dịp cuối năm, dịp mình đi chơi Tết chơi lễ các nhé. Và các bác lần đầu mua hàng bên em thì các bác nhắn tin gọi điện số Zalo em đã để trên màn hình các nhé. Đặc biệt thì bên em luôn ưu tiên các bác nào cọc và chuyển khoản thì bên em sẽ đi đơn các nhá. Tại vì cái mặt hàng bên em á là hàng ship thôi. Mỗi đôi như thế này các bác này chỉ có một mã duy nhất thôi. Nên bác nào mà mình cọc trước thì bên em sẽ ưu tiên và đi đơn cho người đó trước các bác nhé. Bên em thì luôn luôn miễn ship thôi. Các bác nào mua hàng bên em nhiều lần rồi thì các bác cũng biết rồi. Bên em thì hoàn toàn miễn ship cho tất cả các bác luôn. Như cái đôi đầu tiên em lên cho bác một đôi giày tây cũng này, một đôi giày công sở cực kỳ đẹp ơi. Các bác có nhìn thấy cái màu sắc của nó không ạ? Trời, nó còn độ mỡ nó còn cực kỳ cao nhé. Đây các bác nhìn này. Trời, nó còn mới toanh luôn ơi. Mới toanh luôn nhé. Đây, các bác nhìn này. Trời, cái màu sắc hoa văn này. Cái màu, cái con giày này các bác là pha giữa hai màu nhé. Màu màu nâu nâu với lại màu hơi nâu đậm, kiểu màu đen đen đây này các bác này. Phối màu cực kỳ đẹp ơi, cực kỳ hài hòa luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Như các bác, nói chung là con này mà ở ngoài các bác nhìn còn cực kỳ đẹp, nó còn đẹp hơn nữa các bác nhé. Nó còn đẹp hơn nữa. Như bác cũng biết rồi, thường như giày si các bác, giày si thì nhiều đôi thì mình có thể mình mua về mình đánh lại giúp em một ít si cho nó mới nhé các bác. Đây, con này cực kỳ đẹp luôn. Với lại cái đánh mình đánh si các bác, đánh si để cho nó bóng bóng cái đôi giày hơn và nó sẽ đẹp hơn các bác nhá. Con này là với thiết kế là đầu mũi tròn nhá, đầu mũi tròn và rất là bóng luôn. Mình chỉ cần đánh một ít si ở cái phần đầu thôi các bác này, nó bóng và rất là đẹp luôn nhá. Đây, trời ơi, con này cực kỳ đẹp luôn. Mà này em bán cho bác chỉ còn 385 nhá, 385 bao ship cho bác luôn. Mã là mã T295 với em, size 40 nhé, size 40. Đế đã người ta còn làm cái kiểu dáng đó là chống trơn trượt các nhá. Các bác đi thì cực kỳ nhẹ luôn, cái dòng này thì các bác đi cực kỳ nhẹ các nhá. Mấy bác mà dân văn phòng đây này. Mấy bác dân văn phòng mà mình thích sự thoải mái này, sự thoải mái, sự tiện lợi này. Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn. Cực đẹp không nhá. Form kiểu dáng cái nào cũng đẹp hết trơn các bác ơi. Đây các bác nhìn cái phần gót này. Cái phần mà chịu lực các bác, chịu lực mà nó không hề bị trầy, bị xước một xíu gì luôn. Mà em chỉ bán cho bác chưa tới 400k không nhá. Chưa tới 400k này. Đây, màu sắc thì cực kỳ đẹp luôn. Hài hòa nhá, màu nâu phối với lại kiểu màu cái chỗ phần này thì kiểu hơi đen đen các bác ơi. Phần này thì hơi đen đen nhá để tạo kiểu dáng cái màu sắc cho đôi giày cực kỳ đẹp luôn. Bác nào mà săn được con này em nói thật. Trời ơi, mình đi các bác, mình phối đồ thì đôi nào cũng đẹp hết trơn á. Đây cái mã số của nó đây các bác này. Chiều dài của nó là 250 nhá, 250 cho em. Bên trong được lót da này. Bên trong lót da và đi mấy đôi này thì cực kỳ êm luôn. Cực kỳ êm, không hề bị đau chân không nhá. Không hề bị đau chân luôn. Mà giá thành cực kỳ rẻ nhá. Giá thành cực kỳ rẻ, chỉ còn dưới 400k. Mã T295 cho em. Mã T295. Em lên tiếp cho bác một đôi giày giày thể thao này, giày thể thao nhá. Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn. Kiểu dáng là mũi sò nhá, mũi sò. Các bác cứ thử search trên các trang web bán hàng các bác, Google, Shopee các bác. Trời ơi, mấy cái đôi kiểu dáng Adidas mà mũi sò các bác bán sẽ rất là đắt các nhá, bán sẽ rất là đắt luôn. Đây, cái kiểu dáng của nó đây con này, cực kỳ đẹp luôn. Cái đầu mũi của nó là màu xanh nhá, nhưng mà khi có ánh đèn chiếu vào á là nó sẽ lấp lánh như con này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái ánh đèn chiếu vào nó còn chuyển sang màu tím nhá, chuyển sang màu tím nhưng mà cái màu của nó là màu xanh luôn em. Màu xanh đúng không này. Giày Adidas cho em nhá. Giày thương hiệu Adidas đúng không này. Đây. Cái gì Superstay gì đây không này. Cái này là bằng da nhá, bằng da, phối của nó là phối cái kiểu dáng của con này là cái kiểu của đôi giày này là có cái ba cái sọc màu đen đúng không này. Ba sọc màu đen đúng không nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái ánh đèn nó chiếu vào cái đầu mũi các bác, nó cứ lấp lánh đi các bác này. Nó chuyển sang màu, nó còn hơi chuyển sang màu tím đi các bác. Đây, em quay cận chất cho các bác luôn nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Khi cái ánh đèn chiếu vào nó chuyển màu luôn các bác nhé. Đây, thương hiệu Adidas đúng không này. Thương hiệu Adidas cho em. Đây, chất da này các bác này. Trời ơi, không hề bị chóc vẩy một xíu nào luôn. Không hề bị chóc một xíu nào luôn các bác nhé. Độ mới cũng còn cực kỳ cao luôn. Bên trong thì người ta có lót giấy để giữ form cho mình á, giữ form cho mình để lúc mà mình vận chuyển ấy, lúc mà mình giữ form cho đôi giày là nó không bị mất form nhé, không bị mất form luôn này. Đây.
Con này là sản xuất tại Việt Nam chứ em nhé, sản xuất tại Việt Nam đây con này. Đây cái số mã các kiểu đây con này, có tem cốt trong này luôn không nhé. Make in Việt Nam cho em. Trời ơi, đi mấy con này cực kỳ đã ơi. Trời ơi. Mấy bác mà dân sành điệu này, dân sành điệu kiểu mình thích phong cách kiểu trẻ trung các bác, thích phong cách kiểu trẻ trung thì mình đi mấy con này cực kỳ đã các bác ơi. Adidas cho em nhé, Adidas. Đây. Con này có mã là T296 cho em, size 40.5 nhé. Giá là 380 thôi em, 385 chưa tới 400k các bác, giá cực kỳ rẻ rồi. Đấy là bằng cao su trơn chống trơn trượt cho em. Màu sắc thì cực kỳ đẹp rồi. Cái này lấp lánh không nhá. Đây các bác nhìn này, cái ánh đèn chiếu vào là nó chuyển sang màu tím luôn. Đây mà giá chưa tới 400k nhé, chưa tới 400k luôn. Tiếp theo lên bác một đôi giày lười này, giày lười kiểu dáng thể thao quá, kiểu thể thao năng động quá này. Đây đi mấy con này cực kỳ thoải mái quá, cực kỳ thoải mái nhé. Cái phần đầu mũi thì lúc mà người ta đi các bác là nó sẽ hơi gấp một xíu thôi, chứ con này nó cũng không, em thấy nó cũng không hề bị lỗi bị gì luôn. Chỉ 350 nhé, em bán cho bác con này 350 luôn. Đây bên trong này, mấy bác mà đi mấy con này có thể là mấy bác đi chơi hoặc là mấy bác đi làm hoặc đi gì đó đều được hết con nhá, đều được hết này. Cái kiểu dáng của nó cực kỳ nói chung là phù hợp với tất cả mọi thứ luôn. Đi mình mang cái giày mình phối với quần jean bác, em thấy mấy bác mà đi cái kiểu dáng vậy này, mình phối với quần jean thì cực kỳ đẹp luôn. Và cái kiểu dáng giày lười bác thì cực kỳ là tiện nhá. Mình mang vào với lại mình xỏ thì rất là nhanh luôn, mình không cần phải cột dây với lại mất thời gian nhiều các bác ơi. Đây và con này thì giày lười bác thì nó có cái chun ở đây này, mình xỏ vào là nó sẽ giãn ra các nhé, nó sẽ giãn ra để mình đi sẽ không bị đau chân. Đây con này em bán cho bác chỉ 350 nhé, mã T297 size 42.5 chúc em, size 42.5 nhé. Đấy là bằng cao su đây con này, đấy là bằng cao su nhé. Bên trong lót da đấy con này, bên trong lót da nhé, thương hiệu cái gì miso gì đây con này, 1989 các bác nhé. Đây bên trong lót da các bác luôn, bên trong lót da nhé. Độ mới con này thì em thấy cũng còn khá là cao nhé. Đây, với thiết kế đầu mũ của nó là hơi bo tròn nhé, hơi bo bo, người ta may kiểu hơi bo bo đấy các bác này. Đây, màu là màu xanh nhé, màu xanh các bác này, màu xanh đen các bác, màu xanh đen này. Với may rất là cẩn thận các bác ơi, may cực kỳ cẩn thận luôn. Bán chỉ dưới bạn chỉ 350 nhé, quá rẻ các bác ơi, 350 thôi, mã T297 cho em. Tiếp theo lên bác một đôi giày công sở đấy các bác này. Đôi giày công sở bác nằm ở dân văn phòng này. Dân văn phòng hoặc là tại vì cuối năm bác, cuối năm với lại dịp đầu năm các bác này, rất là nhiều đám cưới đám tiệc luôn. Mà mấy bác mà đi mấy cái con này mà đi dự đám cưới, đi sự kiện này, cực kỳ đẹp luôn. Hoa văn họa tiết thì quá trời các bác này. Trời ơi, mấy cái con này thực sự là có hoa văn các bác. Mấy đôi giày công sở giày tây mà có hoa văn thì giá thành của nó sẽ cao hơn các bác nhá. Như hôm nay em vẫn xả cho bác là giá 300k thôi các bác ơi. Size 40.5 cho em nhé. Bác nào mà chân thon chân nhỏ này, chân gọn nếu bác chân gọn này thì 41 vẫn vừa không nhé. Mã là T343118 cho em. Chỉ 300k nhé. Đây quay cận chi tiết cho bác này. Đây màu sắc thì cực kỳ đẹp luôn, màu đen luôn nhá. Màu đen hoa văn này. Đây chỉ 300k, xả quá rẻ các bác ơi. Xả cực kỳ rẻ rồi. Đấy là bằng cao su các em. Đấy là bằng cao su và người ta đã khâu đế cho bác nhé. Đã khâu đế cho bác rồi. Bên trong có này, bên trong lót da các bác nghe, bên trong lót da có con này được sản xuất make in India đấy các bác này, India cho em nhé. Đây các bác nhìn bên trong cho em, bên trong lót da toàn bộ luôn, hoa văn họa tiết thì cực kỳ đẹp nhé. Xả cho bác chỉ 300k thôi, quá rẻ các bác, quá rẻ rồi. Mấy bác mà đi đám cưới đám tiệc thì đi mấy con này thì thôi rồi, người ta đâu có nghĩ là chỉ có 300k các bác, tại vì nó quá đẹp đi mà chỉ có 300k các bác ơi, chỉ 300k, size 40.5 cho em nhé. À,
Tiếp theo lên bác một đôi giày thể thao này. Đợt bữa thì bên em thì chủ yếu là bán giày tây các bác, giày tây với lại lâu lâu mới về giày ông địa thôi. Nên là hôm nay lại tiếp tục lên cho bác giày thể thao này. Nhiều bác hỏi về giày thể thao quá nên là hôm nay em đã về giày thể thao nhé. Đây, con này màu đen thôi em. Màu đen giúp em nhé, với chất da cực kỳ mềm ơi, cực kỳ mềm luôn. Còn con này thì kiểu cái da của nó thuộc dạng kiểu cũng là cái da họ đan vào các bác ơi, họ đan vào nhau đấy con này. Để em quay sát vào cận cận màn hình cho bác luôn. Cái da của nó thuộc dạng kiểu đan vào nhau các bác nhá. Với đường may thì may may kép của con này, may kép hai đường cực kỳ chắc chắn và chắc chắn luôn. Con này là của Ý luôn các nhá, make in Ý luôn này, make in Ý luôn em giúp em. Size là size 43 các này. Size 43 bác nào mặc chân to này. Chân to thì chốt con này giúp em nhá. Nhiều bác là nhiều bác có size chân to các bác. Nói chung là mua giày với lại kiếm giày cực kỳ khó luôn. Nên đôi này cũng là đôi size 43 size to các bác. Bác nào mà chân hơi to một xíu, kiếm hàng hơi khó thì mình chốt con này giúp em nhá. Chỉ có giá là 350 thôi. Mã T298 giúp em. Đi mấy con này thì cực kỳ nhẹ các bác. Cực kỳ nhẹ, cực kỳ thích luôn các bác ơi. Mình đi mình vận động thoải mái thôi. Mà mấy con này bác phối với quần jean các bác. Phối quần jean em bao em nói thật luôn, bao đẹp cho các bác nhá, bao đẹp mà còn năng động trẻ trung này, năng động trẻ trung các bác nhá. Đây, cái form gót đằng sau này, cái phần đế của nó thì nó hơi dơ dơ một xíu, mình mua về mình có thể là chà đi giúp em nhá, chà đi giúp em này, đây, chà đi một xíu giúp em nhá. Mà con này là của Ý luôn bác ơi, con này là của Ý luôn nhá, bên trong được lót da này con này, bên trong lót da luôn con nhá. Đây, em quay bên trong này. Cái lót của nó thì cực kỳ êm ơi, cực kỳ êm luôn. Mình đi vào chân sẽ cực kỳ thoải mái nhá, cực kỳ thoải mái đấy con này. Cái lại kiểu dáng này các bác, cái chất da thì cực kỳ mềm luôn, cực kỳ mềm. Mình đi nói chung là mấy con này mình dịp Tết các bác, dịp Tết mà các bác phối quần jean áo phông với lại cái đôi giày này. Trời ơi, bao đẹp luôn, bao đẹp, bao năng động, bao thoải mái các bác nhá. Đây, chỉ 350 mã T298 thôi em. Đây, cái đôi này em cũng lên mấy lần rồi các bác ơi. Nhiều bác là chắc nghĩ là cái màu này thì hơi khó phối đồ, nhưng mà thực sự là cái dòng này các bác, dòng này với lại cái màu sắc này cực kỳ dễ phối đồ nhá. Mấy bác mà thích kiểu hơi phong cách kiểu kiểu một xíu đấy các bác, kiểu cách một xíu này. Đây, hôm nay em xả giá luôn, chỉ còn 250 nhá, 250 size 41 cho em. Mã là mã T310 nhá, mã T310 cho em. Màu là màu đỏ mận luôn này, màu đỏ mận nhá, cực kỳ dễ phối đồ luôn, cực kỳ dễ phối đồ mà cái màu sắc cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ đẹp luôn, độ mới còn cực kỳ cao. Mà xả giá quá rẻ các bác ơi, xả giá cực kỳ rẻ rồi. Bác nào mà không chốt đôi này nữa thì em cũng không biết xả lại chỗ nào đâu ơi. Đấy là bằng đế da giúp em nhá, đế da và đã người ta đã dán cho bác một lớp cao su chống trơn trượt rồi. Màu sắc thì cực kỳ đẹp luôn, màu đỏ mận nhá. Màu đỏ mận với thiết kế là một cái khóa các bác này, cái đai khóa này nhỉ? Nó rất là tiện luôn. Mấy bác mà chân cái phần đầu mũi chân của mình bị bự một xíu bác, hoặc là mình to ngang phần đầu này, mình có thể nới ra cái phần ngoài nhá, nới ra phần ngoài để mình đi nó vừa với form chân của mình hơn. Đôi này cực kỳ tiện các bác ơi. Vừa kiểu cách mà lại còn vừa kiểu cách vừa tiện lợi các bác nhá. Đây con này. Đầu mũi với thiết kế. Thiết kế là đầu mũi vuông nhé, thiết kế đầu mũi vuông cực kỳ đẹp luôn. Đây, tháo ra tháo vào cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái mã đôi giày cũng nhá, bên trong là cũng lót da luôn, lót da toàn bộ cũng nhá. Cái thương hiệu là Wirala cho gì đây cũng này. Này xả quá rẻ các bác ơi, xả quá rẻ đúng không nhá. Đây, đẹp như thế này mà hôm nay em xả cực kỳ đậm rồi, đậm cực kỳ đúng không nhá. Không còn cái giá nào nữa đâu ơi. Nếu bác nào mình mua thì chốt thật nhanh cho em nhá, chốt thật nhanh. Chỉ 250 thôi, trời ơi quá rẻ rồi. Mã T310 cho em. Đây, lên cho bác một đôi giày thể thao này. Một đôi giày thể thao cực kỳ năng động luôn. Đây, màu thì màu nâu giúp em nhé. Màu nâu kiểu nâu sô-cô-la thôi. Màu cực kỳ đẹp ơi, cực kỳ đẹp luôn nhé. Mấy cái đôi này mình có thể là đi chạy bộ, đi thể thao cũng được này. Tại vì nó rất là nhẹ thôi. Rất là nhẹ mà màu sắc cực kỳ hài hòa nhá. Không quá nổi các ơi. Cái màu này thì không nổi nhá. Mấy bác mà thích kiểu phong cách kiểu đơn giản đấy các bác. Đơn giản không quá màu mè. Màu mè này. Đây mà mình vẫn đi chạy bộ thể thao. Hoặc là mình đi, mình phối với đồ cũng rất là đẹp nhá.
mình phối quần quần tây vẫn quần phối quần jean quá. Cái dòng thể thao thì mình phối quần quần jean thì sẽ phù hợp hơn các bác nhé. Đế là bằng cao su này, và cái phần đế thì người ta kiểu thiết kế là nổi lên các bác để mình đi đỡ trơn trượt cũng nhé. Và đã được may đế rất cẩn thận thôi, rất là cẩn thận luôn. Đây các bác nhìn này, cái đầu mũi thì trời ơi, rất là bóng loáng thôi, bóng loáng thế này không này. Trời ơi, may đường may được may kép cô nhá, may hai đường rất là tỉ mỉ thôi, rất là tỉ mỉ luôn các bác này. Trời ơi, may này, trời ơi, kiểu dáng thôi, quá đẹp đi thôi, quá đẹp quá nhá. Mà hôm nay em cũng bán cho bác 350, size 42.5 cho em, mã T299 nhá, T299 này. Và em luôn lưu ý với các bác là tại vì nhiều bác là mới lần đầu mua hàng á, thì các bác chưa biết ở bên em thì mấy bác lần đầu mua hàng bên em thì các bác chịu khó cọc cho em 100k các bác nhá. Tại vì cái hàng bên em là chỉ mỗi đôi giày các bác này, như thế này các bác này, chỉ có một mã duy nhất thôi, một đôi duy nhất thôi. Nếu bác nào mình cọc và chuyển khoản trước thì em sẽ ưu tiên các bác nhá. Tại vì mỗi đôi chỉ có một duy nhất thôi và chỉ có một size nhá, chỉ có một size thôi. Nếu bác nào mà mình thấy đúng size của mình, đúng size nhá. Nhiều bác là vẫn có rất là nhiều bác họ về bên em là nhiều khi là thấy đẹp quá mình cứ chốt xong rồi về mình mang lại bị rộng hoặc bị chật quá đấy bác, nên là mình mua thì mình chọn đúng size cho em nhé. Chọn đúng size cho em. Đây con này cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp và đường may rất cẩn thận nhá, rất cẩn thận luôn. Đầu mũi thì đầu mũi tròn con này, đầu mũi tròn với thiết kế cực kỳ đẹp, may rất cẩn thận luôn. Rất cẩn thận và chất da bao mềm cho các bác luôn nhá. Bao mềm luôn con này. Trời ơi. Nhấn ấn vào mà nó mềm nhũn như thế này con này. Đi mấy cái dòng thì các bác cứ yên tâm nhá, cực kỳ yên tâm là đi cực kỳ mềm luôn. Bao mềm cho các bác luôn nhá. Bên trong thì lót da này, bên trong lót da. Với thương hiệu không biết là cái thương hiệu Solino gì đây các bác này. Đây. Đi mấy dòng này cực kỳ êm nhá các bác. Bao yên tâm cho bác khi các bác hoạt động một ngày dài này, một ngày dài sẽ không hề bị đau chân một xíu nào luôn. Mà cái thiết kế này, mới thiết kế màu cực kỳ đẹp luôn nhá. Màu không quá nổi thôi, không quá nổi mà các bác phối đồ rất là phối đồ nào cũng đẹp luôn nhá. Cái dây thắt của nó cũng rất là kiểu đấy các bác này. Nó đan vào nhau các bác, rất là đẹp nhá. Mà giá chỉ có 350 thôi. Mã T299 giúp em. Đây, cho bác một đôi này cực kỳ vip đấy hôm nay. Con này chắc là thương hiệu Lacoste đấy con này, thương hiệu Lacoste, thương hiệu cá sấu đấy em. Con này em thấy còn rất là mới luôn, em nghĩ là con này chắc chưa đi lần nào hay sao các bác ơi, mà hôm nay em xả cho bác luôn. Xả luôn các bác nhá, chỉ 250 này, không hề một lỗi lầm gì luôn. Không hề một lỗi lầm gì luôn các bác nhá, độ mới cực kỳ cao này, cực kỳ cao luôn. Với thiết kế con này là kiểu co giãn thôi. Đây các bác nhìn này. Đây co giãn nhá. Nếu bác cứ yên tâm với cái dòng này thì mình xỏ nó co giãn nhưng mà mình đi sẽ không bị mất form nhá, không hề bị mất form xíu nào luôn. Mà thương hiệu Lacoste đấy con này, trời ơi, người ta may này. Cái này chắc là lớp da con này. Cái này là lớp da nhá, cái thương hiệu Lacoste này. Người ta sẽ ấy một lớp da người ta khâu vào này, khâu và in cái tên in cái thương hiệu lên con nhá. Đây đi mà con này cực kỳ đã này con này. Đây các bác nhìn bên trong này. Độ mới cực kỳ cao luôn, nó không hề bị dơ một xíu nào con nhá. Hàng này chắc còn hàng còn cực kỳ mới đây con này. Trời ơi, đi mấy con này cực kỳ thích thôi. Trời ơi, cái màu này, cái màu quá đẹp đi. Đây. Phối màu xanh với màu đỏ này. Cái này là màu xám cho em nhé. Cái này là màu xám cho em. Và con này thì không phải là kiểu dáng của nó là cột dây nhé, mà nó là kiểu bo chun co giãn như vậy con này. Đây, đi mấy con này cực kỳ tiện thôi, cực kỳ tiện luôn. Mà nó co giãn như vậy thì mình lúc mà mình mang vào chân các bác là nó sẽ không kiểu mình cột vào thì nó sẽ không bị chật quá đấy các bác, chật quá này. Tại vì cái này là co giãn các bác nhé, co giãn mình xỏ vào chân nó, mình xỏ vào chân nó sẽ vừa phải với chân của mình, không bị chật quá hoặc là bị rộng quá các nhé. Đây cái thương hiệu Lacoste đấy các bác này, thương hiệu Lacoste cho em 1947 đây, Lacoste 1947 nhá, co giãn đi cực kỳ thích luôn, cực thích luôn nhá. Đế là bằng cao su này, đế là bằng cao su đây. Đây, con này thì các bác phối đồ nào cũng đẹp hết trơn á. Mình phối quần lửng cũng được này. Cái quần lửng đến đầu gối đi các bác. Mình đi chơi cực kỳ là thoải mái và trẻ trung nhá. Mấy bác mà thích kiểu trẻ trung này. Trẻ trung thoải mái này. Đây, đế nói chung là không hề một vết dơ, vết bẩn gì luôn. Em xả bác 250 bác ơi. Quá rẻ các bác, không có cái giá nào nữa đâu ơi. Nếu bác nào mình mua thì mình chốt thật nhanh giúp em nhé. Chốt thật nhanh giúp em. Mã T300 size 39 giúp em. Size 39. Quá rẻ các bác ơi, quá rẻ rồi. Co giãn nhá, co giãn và màu sắc cực kỳ đẹp luôn, màu xám cho em, màu xám này.
Trời ơi, quá rẻ rồi. Đây, tiếp lên cho bác một đôi công sở này. Công sở size 40 giúp em nhé. Size 40. Này em cũng xả luôn, xả 300k. Đấy là bằng đế da giúp em, đế da. Thương hiệu viết tắt là LS đi con này, LS Oni gì đây này. Chỉ 300k nhé, xả quá rẻ rồi, xả cực kỳ đậm được các bác ơi. Mấy con này nói chung là em xả, nói chung là lộ vốn đúng các bác, lộ vốn luôn tại vì cuối năm đúng không bác. Xả hết để cho các bác mua hàng dịp Tết đúng không nhé. Dịp Tết thì các bác mua hàng rất là nhiều luôn. Thì bên em sẽ xả giá cực kỳ rẻ không nhé, để phục vụ cho các bác mua hàng dịp Tết này. Đây, đôi này cũng rất là đẹp nhá. Tại vì kiểu dáng nó là đơn giản thôi. Nhiều bác là thích đơn giản, không thích kiểu cách cầu kỳ này. Không thích kiểu cách cầu kỳ, không màu mè hoa họa tiết gì đây này. Đây. Nó chỉ có màu đen với lại nó cũng chả hoa văn gì hết không nhá. Nhưng mà có rất là nhiều bác là thích kiểu đơn giản, không hoa văn cũng không màu sắc không nhá. Đây này, đôi này rất là đáp ứng cho các bác nào mà mình thích đơn giản này, đơn giản nhưng mà vẫn rất là sang trọng các bác nhá. À, bên trong này cái số mã của đôi giày đúng không nhá. Nhiều bác thì có thể là nhiều bác là mình không, tại vì giày là không, mình không được đi thử các bác ơi. Tại vì giày ý là mình không được đi thử, nhưng mà lúc mà shipper giao đến cho mình em luôn cho các bác xỏ luôn các bác nhá. Lúc mà shipper giao đến cho mình các bác cứ xỏ thoải mái luôn em. Và nếu mà nó không vừa hoặc là bị chật quá hoặc bị rộng quá thì bên em vẫn sẵn sàng đổi cho các bác nhá. Hoặc là để tránh các bác mất thời gian mình đổi đi đổi lại thì các bác có thể là nhắn số đo chân của mình qua cho bên em để bên em đo kỹ hơn, để tránh mình đỡ bị phải đổi đi đổi lại mất thời gian quá nhá. Tại vì bên em đã bao ship rồi mà tiền ship hoàn đi hoàn về nói chung rất là nhiều quá nhá. Nên các bác mình có thể là nhắn số đo chân qua cho bên em để bên em đo lại giày. Thế mà vừa thì mình sẽ đặt các nhá, để tránh mình đỡ mất thời gian cho nhau đó các bác. Đây, xả lại bác luôn, chỉ 300k thôi. 300k quá rẻ các bác ơi, 300k quá rẻ rồi. Chỉ giá 300k size 40 với em nhé, size 40 mã T301. Rồi tiếp theo lên bác một đôi giày lười con này, giày lười thể thao nhá, đi cực kỳ thoải mái luôn. À, bác nào mà không thích kiểu giày lười mà giày kiểu giày giày tây các bác, giày cái form chất bằng giày tây các bác thì mình có thể chọn những dòng như thế này không nhá. Tại vì cái kiểu này thì mình đi cực kỳ là thoải mái luôn, nó không hề bị bó sát vào chân, hoặc là với lại cái chất da với chất liệu của nó là sẽ thoải mái nhá, mình đi vào chân sẽ cực kỳ thoải mái luôn. Và đây này, con này thì có thiết kế cũng có một cái phần bo chun ở cái phần này này, để mình đi vào chân để mình co giãn ra, để mình nó giãn ra để mình đi cho dễ nhá. Với lại cực kỳ tiện lợi luôn. Màu là màu xanh với em nhá, màu xanh này, như trên màn hình đúng không nhá, như trên màn hình này. Nhưng mà thực sự là ở ngoài sẽ đẹp hơn nhá, tại vì ở trên video thì ánh sáng nó không có đủ các bác, không có đủ ánh sáng này, nên là nó sẽ không được như ở ngoài nhá. Nên các bác cứ yên tâm, lúc mà nhận hàng thì nó sẽ đẹp hơn ở trên video rất là nhiều này. Cái phần này là màu nâu nhá, màu nâu với thiết kế màu nâu đây con này. Đây. Quay rất là cận chất cho các bác luôn. Còn được may đế nhá, giày mà được may đế thì các bác biết rồi. Rất là cẩn thận luôn, rất cẩn thận các bác nhá. Đây. Quay từng chi tiết luôn. Quay từng chi tiết rất là kỹ cho các bác luôn nhá. Đây con này. Chỉ 350 thôi. Hôm nay em cũng xả luôn, 350 mã T303 size 43 nhá. Giày về hàng nhưng mà em vẫn xả giá rẻ luôn. Xả giá rẻ luôn nhá. Thường đây. Con này là của Hàn đúng không nhá, Make in Korea này con này, của Hàn giúp em. Đi với con này cực kỳ thoải mái các ơi, cực kỳ thoải mái các nhá. Đây cái số tem code gì đây con này, Korea giúp em nhá. Bên trong lót da nhá, bên trong lót da đúng không này. Đây, đi với con này cực kỳ thoải mái các ơi, cực kỳ thoải mái nhá. Các bác mà đi chơi hoặc là đi chơi vào dịp Tết các bác, dịp Tết thì thực sự là mình đến nhà người thân chúc Tết mà mình cứ phải xỏ mấy đôi mà cột dây các bác thì rất là bất tiện đúng không ơi. Thì mình có thể chọn những con này thôi nhá. Mình đi chúc Tết họ hàng này, bạn bè này, đi món này cực kỳ tiện luôn, mình chỉ việc xỏ vào thôi, xỏ rất là nhanh mà giá thành quá rẻ thôi, giá thành quá rẻ rồi.
Mà độ mới con này cũng còn chắc khoảng 80 đến 85% nhé, 80 đến 85%. Đây, chị 350 nhé, 350. Size 43 cho em, size 43 bác nào mà chân size to này. Chân size to mà muốn chọn một dòng dòng giày lười này, dòng giày lười kiểu dáng thoải mái này. Đây, quay rất cẩn chất luôn. Em luôn lưu ý với các bác là khi shipper giao hàng các bác đừng mở ra kiểm tra quá nhé. Nhiều bác thì cứ nhận hàng mà không kiểm tra thì nếu mà nhận hàng thành công thì lúc đấy thì không có shipper ở đó nữa thì bên em sẽ không thể chịu trách nhiệm cho bác được. Thì các bác lúc mà shipper giao đến cho mình thì các bác cứ mở ra kiểm tra thoải mái cho em. Đây, lên cho bác một đôi giày tây này. Giày tây con này cũng rất là đẹp và kiểu cách luôn. Rồi các bác mới về hàng thôi nhá, mới về hàng nhưng cũng xả giá rẻ luôn. Chỉ 350 size 42 chứ em. Size 42, mã T304 giúp em. Dịp cuối năm đầu năm thì trời ơi, đám cưới đám tiệc quá trời quá, quá trời luôn. Mà các bác mà không chốt cho mình một đôi giày tây, giày kiểu dáng như thế một cái này để mình đi đám cưới không nhá. Trời ơi, đi cực kỳ sang quá, cực kỳ sang luôn. Nhất là mấy bác mà chuẩn bị làm xui này, làm xu hoặc là nhà mình có con chuẩn bị cưới đấy bác, mình đi với con này trời ơi, mặc với bộ vest quá, vest hoặc là bộ Âu, bộ vest gì đó các bác, cực kỳ đẹp ơi, cực kỳ đẹp luôn nhá. Với thiết kế là mũi là mũi vuông và hơi nhọn nhọn xuống một xíu nhá. Còn này hoa văn hoa lá hẹ này con này, trời ơi, bao đẹp luôn. Bao đẹp luôn nhá. Nãy thì cũng có một bác gọi cho bên em thì mấy bác cũng kêu là thực sự là kiểu mình thích kiểu thay đổi phong cách liên tục quá, thay đổi phong cách liên tục nên là mình không cần phải mua cái mấy cái đôi giày mới làm gì. Mình chỉ cần chọn một cái đôi giày si quá. Giày si là mình để mình thay đổi phong cách liên tục quá. Đấy bác nó còn nói như em như vậy. Thì nhiều bác thì cũng như vậy cũng nha, chứ không phải là mình cứ mua giày mới thôi. Giày mới thì em nói thật là rất là đắt luôn. Rất là đắt cũng nha. Mà mình mua nhiều đôi thì cực kỳ phí tiền luôn. Nhưng một đôi giày si bên em chỉ có 200-300k thôi bác ơi. 200k mua cực kỳ, nói chung là mấy bác có thể là mua mấy đô một lúc luôn. Là chỉ 350 nhá, 350 một đô màu nâu thế này con này. Trời quá rẻ các ơi. Size 42 cho em nhá. Đấy là bằng đế da con này. Đế da đã được khâu đế rất chắc chắn luôn. Là cái chất da này con này. Màu nâu cho em nhá, màu nâu sô cô la này, bao đẹp cho bác luôn. Bao đẹp mà giá thành quá rẻ các ơi. Quá rẻ luôn các nhá. Bên trong cũng lót da đấy con này. Bên trong lót da toàn bộ các nhá. Bên trong lót da toàn bộ luôn. Các bác mua hàng bên em thì luôn luôn được bao ship nhé. Luôn luôn bao ship cho các bác luôn. Nếu các bác nào mình mua hàng các bác chịu khó cọc với em 100k nhé. Kể vì cái tiền cọc này thì em luôn nói ở tất cả các video rồi. Cái tiền cọc này cũng để các bác có trách nhiệm mình nhận hàng thôi. Chứ bên em cũng không lấy thêm hoặc là lấy bớt hoặc là lấy hơn hoặc lấy lúc của bác làm gì nhé. Tại vì cái tiền cọc này thực sự là nhiều bác thì chưa mua hàng bên em lần nào thì các bác cũng nghi ngờ là tại sao lại phải cọc. Như chỗ khác thì không phải cọc các bác. Tại vì hàng bên em là hàng si. Hàng si mỗi đôi chỉ có một đôi duy nhất thôi. Nếu bác nào mà mình cọc thì bên em sẽ ưu tiên không nhá. Sẽ ưu tiên à. Như còn đôi giày này không này. Con này là size 42 nhá. Size 42 giá 350 cho em. Mã T302. Các bác muốn được bên em chốt hàng nhanh nhất, các bác cứ nhắn tin qua bên Zalo. Tại vì bên em thì các bác gọi điện cực kỳ nhiều các bác ơi. Em nói thật, nhiều bác còn bảo là tại sao gọi nhiều quá mà không bao giờ thấy nghe máy thì thực sự là quá nhiều khách gọi đi em không thể nghe máy được hết á. Nên các bác cứ nhắn tin trực tiếp qua bên Zalo nhé, trực tiếp qua bên Zalo cho em. Đây con này với thiết kế cực kỳ đẹp này. Cái đế là đế cao su nổi xuống, cao su nổi như thế này không nhé. Cao su nổi như thế này để mình đi không hề bị trơn trượt hoặc là mà nó còn hắc chiều cao cho mình nữa này, còn hắc chiều cao cho bác luôn. Con này đế cũng phải 3-4 phân đúng không? 3-4 phân đó. Con này là của Hàn đúng nhá, Korea đúng này, Make in Korea cho em, của Hàn đó. Đây, cái màu của nó là nó cũng hài hòa nhẹ nhàng các bác nhá, hài hòa nhẹ nhàng các bác này. Đây, cực kỳ nhẹ các bác nhá, đi mấy dòng này cực kỳ nhẹ mà mình không hề bị đau chân các bác ơi. Ví dụ như mấy bác mà mình hoạt động ngày dài các bác, mình đi chơi hoặc là mình nói chung là mình phải đi cả ngày các bác, đi cả ngày thì vẫn sẽ không hề bị đau chân nhá. Không hề bị đau chân tại vì cái chất liệu của nó thì cực kỳ mềm ơi. Cực kỳ mềm, không hề bị nặng một xíu nào, không hề bị dày ơi. Nó rất là thoải mái nhá. Đi mấy con này cũng khá là thoáng con này. Thoáng không hề bị bì quá nhá, không hề bị bì quá đâu ơi. Là vì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. May rất cẩn thận luôn. Em nói thật là như thường là mấy cái đôi dép ấy. Đôi dép thì người ta còn may chứ còn giày mà người ta còn may đế thì các bác biết rồi, rất là chắc chắn luôn, chắc chắn không hề bị sợ bị bung một xíu nào luôn cũng nhá, không hề bị bung một xíu nào luôn.
Đây cái chất da này cô này. Cái này là chất, chắc là chất da lộn hay sao cô ơi, chất da lộn á. Còn cái phần này là thuộc dạng là vần vải nhá. Vải kết hợp với lại chất da lộn nhá. Màu thì màu sắc thì cũng khá là nhẹ nhàng thôi, màu sắc nhẹ nhàng không hề bị nổi một xíu nào nhá. Mấy cái dòng này thì thực sự là nay bên em xả quá rẻ rồi, xả giá cực kỳ rẻ rồi nhá. Chỉ 350 mà một được một đô như thế này thì không ở đâu có cái giá này nữa rồi bác ơi. Không ở đâu có cái giá này đâu nhá. Mà còn bao ship cho, bao ship tới tận nhà luôn. Tới tận nhà các bác luôn nhá. Mã chỉ mã là mã T3302 cho em, 302. Đây, đồ này cực kỳ VIP đấy các bạn này, cực kỳ VIP quá nhá. Đồ này không phải đơn giản mà không phải là tự dưng mà em bán 420 nhá. Đây, tại vì cái con này cực kỳ kiểu này. Bác nào mà thích phong cách là vừa giày tây mà vừa thích kiểu dáng thể thao này. Vừa giày tây kết hợp với kiểu dáng thể thao nhá, hai trong một luôn. Hai trong một nhá, cực kỳ tiện đấy các bạn này. Nên là em mới bán với cái giá là 420 nhá, 420. Tại vì kiểu dáng như thế nào thì nó mới xứng đáng với cái giá tiền như thế các bác nhá. Mã là mã T305 size 41 cho em, size 41 các bác này. Đế là bằng đế cao su cho em nhá. Kiểu dáng là giày tây kết hợp với kiểu dáng thể thao các bác. Vừa vừa sang trọng mà vừa vừa thoải mái năng động các bác ơi. Đây. Giày tây thì giày tây là phong cách của nó là vừa sang trọng vừa lịch lãm nhá, vừa sang trọng vừa lịch lãm. Giày thể thao thì thoải mái năng động trẻ trung này. Đây nó kết hợp cả hai cái vào một luôn. Nên cái đôi này em sẽ bán cho bác là 420 nhá. 420 nó sẽ hơi mắc một xíu thôi. Hơi mắc một xíu nhưng các bác sẽ được hai kiểu dáng trong một luôn, hai kiểu dáng trong một đôi giày các bác nhá. Đây, với thiết kế này, hoa văn họa tiết đúng không nhá? Hoa văn họa tiết này. Như giày si thì em cũng nói với các bác rồi. Tại vì giày là giày si các bác, bên em là bán giày si. Nên là các bác mua về mình có thể là đánh giúp em một ít xi nhá, đánh giúp em một ít xi để cho nó bóng thôi nhá, đánh giúp một ít xi cho nó bóng này. Bên trong thì cái lớp này thì cực kỳ êm ơi. Đây các bác nhìn cái lòng lót này. Em ấn vào nó mà nó nún xuống các bác ơi, nún xuống luôn. Nên các bác cứ yên tâm là khi mình đi vô chân á, mình đi vô chân thì sẽ bao êm luôn, bao êm không hề bị đau chân, không hề bị sau ngày dài là mình sẽ bị sưng chân, nhiều bác là đi là bị sưng chân đúng không ơi. Đó, nhưng mà đi đôi này thì cực kỳ là êm luôn, cực kỳ êm, không hề bị đau chân một xíu nào luôn nhé. Đây, chiều dài của nó là, chiều dài con này là 260 này, 260. Cái số mã của đôi giày con này. Đây, lòng lót bên trong nhé, lòng lót bên trong này. Xả cho bác, nói chung là con này bán giá rẻ lắm luôn đó bác. Giá bán giá rẻ lắm luôn á. Tại vì cái kiểu dáng nó kết hợp cả hai kiểu vào một đôi á, nên là nó sẽ hơi, nó chỉ hơi nhích. Nhưng mấy cái đôi như mấy cái đôi kia thì em bán 300 mấy thì đôi này em bán chỉ nhích hơn một xíu thôi. Đây, bác nào mà thích cái kiểu dáng vừa tây vừa giày tây vừa thể thao này thì chốt con này giúp em nhé, chốt con này giúp em. Giá thì cực, nói chung là con này cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác nhìn cái kiểu form này, cái form với kiểu cách của nó này rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn, không hề xấu hay là bị như thế nào luôn, tại vì cái form cực kỳ đẹp luôn. Chỉ 420 thôi, 420 size 41. Đây, tiếp theo lên cho bác một đôi giày tây nhé các bác này. Một đôi giày tây. Đôi này em cũng xả luôn. Xả cho bác 350 này. 350 nhá. Đây, cái màu là màu nâu các bác này, màu nâu nhá. Màu nâu, cái màu của nó thuộc dạng kiểu phố pha giữa hai màu nâu 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 đen đen các bác, nâu đen này các bác này. Đây. Nâu đen nhá. Nó đơn giản các bác ơi, đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng nhá, không kém phần sang trọng các bác ơi. Đây, cái chất da thì bao đẹp luôn. Chỉ 350 nhá, cái form cực kỳ là cứng cáp đấy các này, không hề bị mất form một xíu nào luôn. Đây, cái bên trong này, bên trong thì cái chữ của nó thì hơi mờ một xíu nhá, hơi mờ một xíu rồi. Đấy là bằng đế da các em nhá, đế da, và nó đã được dán một lớp topi cao su là mình sẽ không hề bị trơn trượt nhá, không hề bị trơn trượt. Đây, bác nào mà size 40 này, size 40 mà chưa có một đôi, chưa có một giày tây nào thì mình chốt thật nhanh giúp em nhé, chốt thật nhanh. Đầu mũi với thiết kế là đầu mũi bo tròn này, đầu mũi bo tròn nhé. Cái dòng này thì các bác đánh giúp em một ít xi này, đánh một ít xi là cái đầu mũi là nó bóng loáng luôn, đầu mũi bóng loáng không nhé. Chỉ 350 giúp em, 350, bên trong lót da này, bên trong lót da toàn bộ luôn.
Rồi. 350 nha, xả quá rẻ rồi, chỉ 350 size 40 mã T306 cho em. Sao quá vậy? Phải gửi tiền như nào không anh? Tiếp theo mình mang một đôi giày lười này, giày lười. Đây, cái dây thắt của nó là làm bằng da lộn nhá, làm bằng da lộn đúng không này. Đây, cái dây là bằng da lộn cho em nhá. Thấy qua nhìn cận chất cho em này, màu là màu nâu nhá, màu nâu. Với thiết kế là nó cũng may kiểu hơi may bo bo cái phần đầu mũi đúng không này. Đó, để tạo cái phần đầu mũi là nó sẽ hơi bo bo và nhăn nhăn một xíu nhá. Và con này cũng đã được người ta khâu đế đúng không này, được khâu đế luôn, rất là chắc chắn nhá. Đây, bên trong đúng không này, bên trong nhá. Con này em cũng xả cho bác luôn. Xả cho bác luôn, 350 nhá, size 40.5, mã T307. Nhiều bác thì mua hàng thì các bác cứ bảo cái đôi này đôi kia, nhưng mà thực sự là các bác chịu khó là mình nhìn mã cho em nhé, nhìn mã cho em này, tại vì rất là nhiều giày luôn, nhiều giày nhiều mã quá nên là các bác chịu khó mình nhìn mã cho em, mình đọc thì nếu mà còn thì em sẽ chốt cho các bác nhé. Hàng bên em thì các bác chịu khó là cọc cho em 100k thôi, cọc 100k để em đi đơn luôn nhé. Và bên em thì bao ship cho các bác luôn, bao ship cho các bác nhé. Đây, con này là make in in Bangladesh gì đấy không này, make in Bangladesh gì đấy không nhá. Đây, cái số với lại cái size nó ở bên trong này, cái da này thôi, cái da của nó đấy không nhá, da của nó đây không này. Đây, con này ở sau phần sau đấy thì người ta cũng may như vậy để nó giữ form đúng không này, may để nó cái form nó đứng form quá, nó không bị mất form nhé. Đây, mấy bác nào mà thích giày lười này, thích giày lười, thích sự thoải mái, tiện lợi, nhanh chóng này. Đó, mà kiểu dáng cực kỳ đẹp nhé, kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Em thấy có mấy lần mà em search trên Google bác, mấy cái đôi này em nói thật mấy bác là nhiều nơi bác, họ bán cả tiền triệu ấy, tiền triệu có mấy trăm, rất là đắt luôn. Đó, nhưng mà bên em thì cũng bán cho bác chỉ 350 thôi. Size 40.5 giúp em nhé, 40.5. Đây, một đôi giày công sở đấy con này, để bác dân văn phòng này, để bác dân văn phòng. Trời, đôi này thực sự nó quá đẹp đúng không, quá đẹp đi. Đây, các bác nhìn này, cái đầu mũi thì bao bóng loáng luôn, mình chỉ cần đánh một ít xi thôi, đánh một ít xi cho nó nhẵn nhẵn này, nó bóng bóng đi. Trời ơi, là đi là bao đẹp luôn, bao đẹp cho các bác luôn nhé. Để các bác nhìn cái form đằng sau này, trời ơi, cực kỳ cứng cáp quá, cực kỳ cứng cáp, không hề bị mất một tí form hay là bị chóc ve bong vẩy một xíu nào con này. Đây, con nhìn này, cái phần gót mà cái phần mà nơi mà các bác chịu lực này, chịu lực với lại mình đi lại nhiều á, mình tháo ra rồi mình nhét vô mà nó không hề bị chóc, bị bóc xi hay như thế nào nhá. Cái độ bền thì con này thì cực kỳ cao ấy, độ bền cực kỳ cao. Đây, các bác nhìn bên trong này, hàng xịn, hàng nói chung hàng thương hiệu á, là mấy cái hãng giày quá, hãng giày lớn này, người ta sẽ theo tên này, theo tên thương hiệu nhá, còn may vào lớp vải này, may vào lớp vải và theo tên thương hiệu vào nhá. Đây, các bác nhìn này, trời ơi, người ta cái kiểu đôi giày bác, người ta còn dập kiểu cái kiểu trên đôi giày đây này. Trời ơi, đôi này em nói chung là em cũng xả luôn, xả 350 nhá, 350 size 40 này, bác nào mà có size chân 40 thì chốt con này cho em nhé, chốt con này cho em. Mã là mã T308 nhé, mã T308. Đấy là, đấy con này chắc làm bằng đế da quá, đế da này. Đi mà con này thì cực, cái tiếng của nó cực kỳ sang quá. Con này chắc là của Hàn nhé, của Hàn con này, cái chữ đấy thôi. Xả luôn, chỉ 350 thôi, 350 nhé. Khi các bác mua giày thì các bác, nếu mà mình có thắc mắc về cái số đo chân của mình á, mình có thể nhắn tin qua cho bên em nhé. Nhắn tin qua cho bên em để bên em tư vấn kỹ hơn và đo lại giày để tránh mình mua mình mang bị chật hoặc bị rộng quá nhá, mình lại hoàn hàng về rất là mất thời gian luôn. 350 nhá, 350 rồi, cực kỳ rẻ đúng không? Hôm nay em lên đôi nào cũng đẹp đúng không nhá, đôi nào cũng đẹp mà mỗi đôi chỉ có một đôi duy nhất thôi, mỗi mã chỉ có một đôi duy nhất thôi.
Nếu bác nào mà mình mua thì mình chốt thật nhanh cho em, chốt thật nhanh thì mới còn hàng nhé. Tại vì cái bên em thì các bác biết rồi, tại vì bên em bán rất là chạy luôn. Nếu bác nào mà mình ưng mẫu nào thì mình phải chốt thật nhanh cho em thì mới còn hàng nhé. Đây, tiếp theo lên cho bác một đôi giày thể thao này. Nhiều bác là rất là thích kiểu dáng thể thao luôn. Như giày giày công sở, giày tây các bác, thì mình chỉ phối với khi mình đi có sự kiện hoặc mình đi đám thôi các bác ơi. Còn như giày thể thao này, giày thể thao thì mình đi chơi, mình đi thể dục thể thao gì đều được hết nhá. Tại vì cái phong cách của nó thì thoải mái hơn, là thoải mái và dễ phối đồ hơn các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Con này con màu nâu giùm nhá, màu nâu. Đây, với cái thiết kế này rất là đẹp luôn. Mấy con này thì cái kiểu con này thì cái đế của nó này. Rồi, các bác nhìn cái phần đế này. Rất là kiểu cách luôn các bác nhá. Rất là kiểu luôn. Mà con này thì rất là hắc chiều cao cho các bác nhá. Hắc chiều cao cho bác này, 3-4 phân lận luôn. Mấy bác mặc chiều cao thì hơi khiêm tốn một xíu nhá. Khiêm tốn một xíu thì mình có thể chốt con này giúp em. Size này là size 42 nhá, size 42. Mã T309, giá 385 này, chưa tới 400k. Trời ơi quá rẻ đi. Mà độ mới con này thì cực kỳ cao nhá. Thương hiệu Mốc đúng không này? Thương hiệu Mốc cực kỳ nổi tiếng của giày luôn. Thương hiệu giày các bác cứ thử search ở trên Google cái thương hiệu Mốc nhá. Đây bên trong thì người ta có lót một lớp giấy để giữ form cho giày này, để nó không bị mất form nhé, không hề bị mất form. Và cái lớp lót này con này, cái lớp lót này thì để cho nó giữ, nói chung là khi mà mình mang vào chân, các bác mang vào chân thì mình sẽ không hề bị đau chân nhá, không hề bị đau chân và cực kỳ là thoải mái luôn. Đây. Đấy, cái màu nâu thì bao đẹp luôn. Đây em quay cận chất thì các bác nhìn kỹ cái màu sắc của nó không này. Cái màu của nó sẽ như thế này không nhá, màu nâu không này. Đây. Quay rất là chi tiết luôn các bác ơi. Và đặc biệt thì bên em luôn cho bác là bao lỗi cho các bác nhá, bao lỗi bao đổi trả luôn. Tại vì ví dụ mà khi shipper giao đến cho mình, các bác mở ra kiểm tra, nếu mà bị lỗi hoặc là bên em thì thực sự là nói thật với các bác là rất là nhiều hàng luôn. Ví dụ là nhiều bác là thì nhiều lúc thì em vẫn có thể là bị giao lộn hàng các bác. Nên các bác là lúc mà shipper giao đến cho mình, các bác cứ mở ra kiểm tra thật kỹ, đúng mặt hàng, đúng mẫu và không hề bị lỗi gì thì mình mới nhận hàng giúp em nhé. Đó. Tránh trường hợp là các bác nhận hàng thành công rồi, nhận hàng thành công thì bên em sẽ không thể xử lý đơn hàng nhé. Nên các bác luôn phải chú ý cái phần này giúp em. Đây, cái chất da của con này thì bao mềm luôn. Bao mềm cho bác luôn nhá. Mình đi vào chân thì cực kỳ thoải mái, cực kỳ nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ, không hề bị nặng chân một xíu nào. Không nặng, không đau chân nhé. Chỉ 385 giúp em, 385 mà được một con giày như thế này. Quá rẻ ơi, quá rẻ rồi. Đây, tiếp tục để cho bác một đôi giày tây này. Giày tây, mấy bác mà dân văn phòng đây. Dân văn phòng, đi đám cưới, đám tiệc này. Đó, đi mấy con này thì bao sang luôn. Bao sang, bao đẹp này. Đó, mấy bác mà kiểu cái mấy bác mà kiểu hơi trung trung tuổi một xíu này, hơi trung trung tuổi một xíu, thích phong cách kiểu cổ điển này, cổ điển nhưng mà cực kỳ sang trọng nhé, cực kỳ sang trọng. Màu cái màu sắc của nó là màu nâu nhé, màu nâu này. Đây em quay cận chất cho bác luôn, màu nâu nhé. Thiết nói chung là mấy cái đường hoa văn họa thiết thì người ta may rất cẩn thận luôn, rất cẩn thận và chắc chắn đấy cô này. Đó, đây, cái form giày này người ta có may một cái đường ở đằng sau á để nó giữ form nhé. Đấy, đi mấy con này cực kỳ thích thôi, cực kỳ thích thôi nhá. Đó, hoa văn họa tiết này, thiết kế của nó là mũi bo tròn nhá, mũi bo tròn. Bác mặc với vest, vest Âu gì nói chung là đều đẹp thích thôi, mặc cực kỳ đẹp nhá. Đây, màu nâu luôn, màu nâu thì thực sự cực kỳ dễ phối đồ luôn. Đó, các bác phối với quần tây, quần nói chung là quần nào cũng đẹp hết. Trời ơi, thực sự là rất là đẹp luôn. Mà giá thành hôm nay em xả cho bác luôn nhé, 350 này, 350 bao ship tới tận nhà luôn. Mã T312 size 42 cho em. Đây, bên trong này. Bên trong lót da toàn bộ nhé, bên trong lót da toàn bộ luôn. Bên em thì luôn cho bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Kiểm tra hàng thoải mái, đúng mặt hàng, đúng mẫu mình đặt thì mới các bác mới nhận hàng với em nhé. Để tránh trường hợp các bác lại bảo các bác nhận hàng thành công rồi các bác mới phản hồi qua cho bên em thì bên em không thể có trách nhiệm là đổi trả hoặc là trả lại tiền cọc nhé. Bên em luôn nói rõ ở tất cả các video, nên các bác nào mình mua hàng các bác phải chú ý giúp em, chú ý thật kỹ giúp em nhé. Giá 350 giúp em, mã T312. Đây, một đôi giày tây tiếp này. Con này thì cực kỳ kiểu các bác ơi,
Con này kiểu dáng của nó thì co giãn nhé. Con này thì không phải là cột dây quá. Đây em nhìn một hồi thì em mới nhận ra này, con này là không phải cột dây nhé. Tại vì cái dây của nó là co giãn này, co giãn cho em. Đó, đi một con này cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, cái màu. Đây em quay xa bác xem. Con này không phải màu đen nhé, mà là màu nâu thôi em. Màu nâu sô cô la màu đậm đấy các bác. Đây. Nâu sô cô la nâu đậm đó. Và cái chất da là chất da bóng thêm nhé, chất da bóng. Độ mới con này cũng cực kỳ cao đấy các bác này, cực kỳ cao luôn. Cái thiết kế là đầu mũi bo tròn nhé, đầu mũi bo tròn. Đây. Đế thương hiệu là gì? Mi Shop thì này, Mi Shop. May đế đó, may đế luôn. Con này cũng được may đế đó. Đây, cực kỳ đã không ơi. Trời ơi, mấy bác có đi mấy con này này. Trời ơi, sang lắm luôn ơi. Sang cực kỳ luôn. Trời ơi, cái form cực kỳ cứng cáp quá nhá. Cực kỳ cứng cáp này. Đây, không hề bị chảy ra chóc vẩy một xíu nào luôn. Đó, các bác nhìn cái form dày này. Form cực kỳ đẹp luôn, em nói thật. Form cực kỳ đẹp nhá. Mà cái lòng lót bên trong các bác. Đây, các bác nhìn cái lớp lót bên trong. Trời ơi, em nhấn vào nó mềm như thế này con này. Đây, cực kỳ mềm luôn. Các bác đi vào là bao êm cũng nhá. Bao êm không hề bị đau chân luôn, không hề bị đau chân. Mà cái thiết kế là co giãn cái dây này, co giãn này, mình không cần phải cột cũng nhá. Là mình xỏ vào là nó sẽ căng ra như vậy này các bác này. Nó sẽ căng ra như vậy. Mình sẽ đi vào chân là không cần phải cột dây luôn, không cần phải cột dây mà rất là tiện. Rất là tiện nhá. Đánh giúp em. Các bác mua về các bác đánh giúp em một ít xì này, đánh giúp em một ít xì nó bóng bóng như mới luôn, bóng như mới các bác nhá. Chỉ 350 size 41 cho em. Size 41 các bác đi đúng size với em nhé, đúng size. Và các bác nếu mà mình có thắc mắc thì mình cũng các bác có thể là nhắn số đo chân cho em. Tại vì số đo của con này là 260 nhé, 260. Mã T311 cho em, T311 size 40. Đây được một đôi giày quá rẻ rồi, quá rẻ rồi. Không có đâu cái giá này nữa đâu ơi. Đây, tiếp theo một đôi giày thể thao này. Một đôi giày thể thao. Con này là size 39 giúp em nhé. Size 39 mã T314 giá 350. Các bác muốn được bên em chốt hàng nhanh nhất, các bác cứ nhắn tin qua bên Zalo. Nhắn tin qua bên Zalo bên em sẽ trả lời tin nhắn của các bác cực kỳ nhanh không nhé. Đây, cái form giày này. Con này thì vừa kết hợp da mịn với lại da lộn các bác ơi. Cái chất da lộn không nhá. Kết hợp cả hai kiểu luôn, vừa da lộn vừa da mịn mịn này con này. Đó, và cái này nó được in nổi này, in nổi cái tên cái gì đi search, đi sale gì đây này. Đó, in nổi nhá, cái này là in nổi đấy con này. Đó, kết hợp với cái sọc vàng quá. Màu trắng thôi, con này chắc là màu trắng xám kết hợp với màu vàng thôi. Cực kỳ nổi này. Đi một con này thì cực kỳ nhẹ nhá, cực kỳ nhẹ, cực kỳ tiện luôn. Đó, cực nhẹ cực tiện này. Đế con này chắc khoảng một phân thôi, một phân thuộc dạng kiểu đế bể đế chệt đúng không ơi, đế bể đế chệt này. Đó, thương hiệu cái gì đi sale gì đấy nhá, đi sale gì này. Đế cao su quá, đế cao su cứng quá, cái này là đế cao su cứng này, đi sẽ không hề bị mất form luôn. Bên trong này, đó bên trong nhá, này cũng xả cho luôn, chỉ 350 mà các bác được một đôi giày như thế này các bác này, được một đôi giày như thế này cực kỳ trời ơi, quá đẹp đúng không ơi, quá đẹp đấy. Đi mấy con này thì tại vì cái dòng thể thao thì con này thì cực kỳ nhẹ nhé, cực kỳ nhẹ các bác đi đạp xe này, đạp xe chạy bộ, đi tập gym tập đồ này, trời ơi, cực kỳ đã luôn. Chỉ 350 nhé, size 39 chứ em, size 39 chứ các bác. Đó, cực kỳ rẻ rồi, giá thành quá rẻ luôn nhé. Đôi này thì em cũng xả cho bác luôn, 350, mã T313, size 43 với em. Bác nào mà size chân to này, size chân to thì chốt này giúp em nhé. Đây, cái con này thì cái phần lót bên trong á, nó hơi bị mục một xíu rồi. Các bác mua về mình có thể là thay cái lớp lót cho em này, thay cái lớp lót này ra cho em nhé. Đây, ở trên video thì em có nói rồi, nếu bác nào mình mua thì mình có thể là thay cái lớp lót đi cho em. Con này là của cái gì, India đâu này. India không biết là của Ấn hay là của gì đó. Make in India cho em nhé. Số đo là 275 cho em, chiều dài 275. Form to quá, bác nào mà chân size to này, size chân to này, đó, chốt thật nhanh cho em. Cái size to bên em thì cực kỳ hiếm nhé. Nếu bác nào mà mình có số đo chân là hơi to một xíu thì mình có thể chốt con này cho em này.
với chất da cực kỳ mềm luôn, cực kỳ mềm, mà còn hắc chiều cao này, 3 đến 4 phân lận thôi, 3 4 phân thì các bác nhìn cực kỳ hắc chiều cao nhá, mà cái form nó cực kỳ đẹp luôn, form rất là đứng form này. Rồi, chỉ 350 nhá, 350 mà được một đôi như thế này các bác này, quá rẻ thôi, quá rẻ thôi nhá. Cái đầu mũi nó là đầu mũi bo tròn này, thiết kế thì đơn giản nhá, đơn giản này. Bác nào mà mình phối quần tây, quần jean thì đều đẹp hết nhá. Cái kiểu dáng này thì kiểu là giày tây mà kết hợp với thể thao thôi, kiểu giày tây kết hợp với thể thao thôi. Đế là bằng cao su này, người ta thiết kế là nó sẽ nổi cái phần đế này lên nhá, nổi phần đế này lên để làm lúc mà mình đi bác không hề bị trơn mà nó còn hắc chiều cao cho mình nữa. Đó, kết hợp cả hai kiểu dáng giày tây với lại giày thể thao này, đó kết hợp cả hai kiểu luôn, mà chỉ có 350 nhá, mã T313 cho em. Giày tây màu vàng bò này, màu vàng bò không quá nổi nhá, cái màu vàng bò này thực sự là rất là đẹp luôn. Các bác mặc với quần tây này, quần tây á, nhiều thấy em thấy nhiều người á họ có phối đồ với lại quần lửng lửng, các bác quần lửng đến đầu gối các bác vẫn rất là đẹp nhá. Mình có thể là phối tùy theo phong cách, tùy từng bác là phối đồ này. Con này thì bao đẹp luôn, màu vàng bò nhá, màu vàng bò rồi. Nó còn may cái gì, may chữ X gì đây này. Họa tiết thì cũng cực kỳ đẹp quá nhá, màu vàng bò và chất da bao mềm luôn, bao mềm và đường may thì rất là chắc chắn tỉ mỉ đây. Đó, em quay rất cận chất rồi, quay cực kỳ cận chất em nhá. Đầu mũi là bo tròn đây, đầu mũi thiết kế bo tròn. Đó, bao chi tiết luôn. Con này thì lòng lót bên trong thì người ta còn may kiểu họa tiết đúng không nhá, may họa tiết cho các bác luôn này. Đó, quay cực kỳ cận chất và rất là tỉ mỉ luôn. Cái form đằng sau này, người ta còn may một cái đường này để đứng, cái form nó đứng hơn nhá, nó đứng form này. Đây, các bác nhìn bên trong này, người ta may kiểu lớp lót ấy, hình như cái này là người ta in lên luôn các bác ơi, in dập lên cái form dày đúng không này, chứ không phải là bằng vải nhá, mà cái này là bằng nó bằng da quá, bằng da nhưng mà người ta dập kiểu in họa tiết đúng không này, hoa văn hoa hòe này đúng không này. Đó, hoa hòe họa tiết đây, cực kỳ thủ công tỉ mỉ quá nhá. Mà em cũng bán cho bác 300k, trời ơi, quá rẻ thôi, quá rẻ rồi. 300k size 42, mã T315 cho em, T315. Đây các bác nhìn bên trong này, lòng lót quá trời luôn. Đó, đây con này. Size 42 nhá, lòng lót. Con này độ mới thì em thấy cũng khá là cao thôi, độ mới còn khá là cao. May thì bên trong thì cái lớp lót thì người ta cũng may luôn, rất là cẩn thận. Chỉ 300 nhé, 300k mà được một đôi giày màu vàng bò này, màu vàng bò giày tây nhé, giày tây cực kỳ rẻ luôn. Đây, shop gì đây này, được may đế luôn nhé, may đế thì như con này thì em thấy cái phần đế thì nó hơi chề chề một xíu á. Các bác mua về các bác có thể là mua một cái miếng dán cao su topi trên Shopee hoặc là mình ra tiệm á, mình nhờ người ta dán cũng được. Hoặc là mình mua về mình tự dán đúng không? Mình mua về mình tự dán rất là tiện đúng không? Mình mua về mình chỉ tự dán là ok hết. Rồi, chỉ 300k nhé, sale rẻ luôn, sale rẻ, giá 300k giúp em. Đây, chỉ còn mấy đôi nữa thôi, mấy đôi nữa thôi nhé. Tại vì cuối năm á, cuối năm thì bên em luôn bán giá rẻ để phục vụ dịp Tết cho bác, không bao giờ bán giá đắt các bác ơi, không bao giờ bán giá đắt cho các bác nhé. Như con này em cũng bán 300k này, size 42, mã T316 cho em. Thực sự là giá thành quá rẻ quá, giá thành quá rẻ. Các bác mua phải một lúc là mấy đô ấy, mua một lúc mấy đô mình đi thay đổi các bác, thay đổi tại vì cái giày là giày si các bác, giày si thì giá thành nó sẽ rất là rẻ nhá, rất là rẻ luôn. Mình mang mình mua mình thay đổi nói chung là phù hợp với mỗi phong cách, mỗi ngày mình mặc theo một phong cách các bác đó, thì mỗi đôi mỗi ngày một đôi giày thì rất là ok luôn. Đây, thương hiệu tan đi gì này. Và cái lớp lót bên trong cũng rất là mềm nhá, rất là mềm, rất là êm luôn. Đó, cực mềm, cực êm mà lót da quá nhá. Lót da và người ta có nhét giấy để các bác giữ form cho đôi giày này, giữ form cho giày. Chiều dài có đây là 270 với 270 gì đây này. Đó, size 42 cho em. Bên em thì luôn cho bác là bao test, bao kiểm tra tất cả mọi thứ. Và giày thì các bác lúc mà shipper ra đến mình được mang thử nhá. Chứ nhiều bác là cứ nghĩ là không cho mang thử, mang test thì... Ờ, anh không nhá. Nhưng mà bên em thì luôn cho các bác là mang thử luôn. Mang thử này.
chứ tránh trường hợp là các bác nhận hàng thành công thì lúc mà các bác nhận shipper đi đi giao chỗ khác rồi các bác mới mang vào nhà các bác xò thử thì lúc đấy thì các bác mang chật hoặc mang rộng quá thì em cũng không thể đổ cho các bác được nhé. Như con này thì thiết kế của nó chỉ có một cái đường họa tiết ở ngang vậy thôi đó, để cái phần đầu mũi thì nó đỡ bị đơn giản quá đó các bác. Và chất da thì cũng bao mềm luôn nhé, bao mềm luôn. Chỉ 300k mã T316 cho em, size 42. Này, tiếp theo này bác một đôi giày lười đây này. Một đôi giày lười, đôi này cực kỳ đẹp luôn. Màu của nó là màu xanh đen cho em nhé, màu xanh đen. Đây cái phần đằng sau gót này. Nó có một cái người ta không biết là cái gì như kiểu cái mũ vương miện hay cái gì đây con này. Đó. Cái này không biết là bằng em cũng không rõ nó là bằng gì nữa ơi, nhưng mà nó nổi này các bác nhá. Đây, con này có con này em chưa ghi mã đâu ơi. Chưa ghi mã rồi. Con này là size 415 giúp em nhé, size 415 giúp em. Bác nào mà mình mua con này thì các bác nhắn tin qua cho bên em nhé. 415 này, size 415 giúp em. Chắc là nãy vội quá nên là em chưa kịp dán mã hay sao ơi. Nếu bác nào mà mình mua con này này thì mình nhắn tin qua cho bên em nhé, hoặc là mình chụp màn hình này, chụp màn hình gửi qua cho bên em nhé. Con này này em quên ghi mã ghi giấy rồi. Size 415 giúp em, độ mới cực kỳ cao này, độ mới cực kỳ cao luôn. Cái phần đế thì người ta cũng cái đế của nó thì cũng rất là lạ không này. Nó nhăn nhăn gì đây này. Và nó nổi lên nhá các bác. Nó nổi lên như vậy thì mình lúc mà mình đi các bác là nó không hề bị trơn luôn. Mà đế thì cực kỳ là không hề bị mòn nhá. Không, em nghĩ là chắc là không bị mòn hay là bị nún xuống đâu ơi. Đó, mà là bằng da nhé, bằng da và may rất là cẩn thận đây con này. May ở cái phần đầu mũi này là phần hơi bo bo một xíu nhé, hơi bo một xíu đây này. Đó, cái chất da thì bao đẹp luôn, màu là màu xanh đen nhé, màu xanh đen này. Đó, và có co giãn luôn nhé, co giãn để lúc mà mình xỏ vào chân các bác, nó giãn ra như vậy này, mình giãn ra như vậy thì mình mang rất là tiện luôn. Đây bên trong này. Đi mấy dòng này thực sự là rất là nhẹ chân luôn, rất là nhẹ, không hề bị đau chân nhé. Mà cực kỳ thoải mái luôn, cực kỳ thoải mái này, mà may rất là cẩn thận luôn. Rồi các bác này, ra khâu, người ta khâu đế mà người ta còn khâu vắt qua bên này này, khâu vắt qua bên đường qua bên này cũng nhá, rất chắc chắn luôn, chắc chắn tỉ mỉ này. Đó. Bác nào mình mua con này thì các bác nhắn tin qua cho bên em nhé, nhắn tin qua cho bên em. Tại vì nãy vội quá rồi, vội quá, vội lên video các bác, tại nhiều bác hỏi vì dày quá rồi, nhưng hôm nay em vội quá các bác, quên ghi cả size cả số luôn. Con này là size 415 cho em nhé, size 415 này. Thấy các bác nhìn bên trong chưa em, size 415 cho em. Bác nào ưng mẫu này thì nhắn tin chụp màn hình gửi qua bên Zalo cho em nhé. Đây con cuối cùng của video này các bác này, con cuối cùng của video. Một con màu nâu nâu đất các bác này, nâu đất này. Màu nó đậm các bác nhé, màu đậm này. Đó, một màu nâu đậm nhá. Trời ơi, con này thì đi cực kỳ đã ơi. Cái tiếng của nó cực kỳ đầm quá nhá, đầm chân lắm luôn á. Đi món này cực kỳ sang này. Đế là bằng đế da chứ em. Đế da và người ta đã phủ cho bác một dáng lớp topi rồi, mình mua về mình chỉ việc mang thôi. 485 nhá, 485. Con này là size 40.5 cho em. Thì thực sự là cái giá thì thực sự là nó hơi nhích với đấy mấy cái con kia một xíu thôi bác, một xíu thôi. Nhưng bác lúc mà các bác nhận hàng á thì các bác sẽ thấy là cực kỳ đáng đồng tiền với các bác đã bỏ ra nhé. Tại vì cái màu sắc với lại cái form nó cực kỳ đẹp luôn. Cái chất liệu thì cực, nói chung là con này cực kỳ nặng nhé. Mình đi thì bao xa luôn. Đó, mình phối mấy bác mà phối vì vest này, phối vì vest hoặc Âu hoặc là mấy bác mà chức lớn các bác, chức lớn này. Đó, đi mấy con này thì bao xa luôn. Trời ơi, mà giá thành cũng nói chung là như mấy bác mà dân dân sành điệu á thì thực sự là như mấy con này thì giá đối với các bác thì nó cũng khá là bình dân cũng nhá. Nhưng mà như
Nhưng mà bác mà kiểu dân bình thường á thì giá nó sẽ hơi hơi cao một xíu này. Nhưng mà thực sự thì như giày tây quá, giày tây mà các bác mua hàng si bác, cái giá này thì thực sự là quá rẻ đúng không? Quá rẻ rồi mà còn bao ship cho các bác luôn, bao ship tới tận nhà này. Mà cái form nó cực kỳ đẹp luôn, cái form nó rất là cứng cáp này, cứng cáp mà con này thực sự rất là nặng thôi. Mấy bác mà đi con này thì bao sang luôn, bao sang trọng này. Đó, mình đi đến đâu là kiểu gì người ta cũng phải hỏi là nơi mình mà mình mua nhé. Nhưng mà thực sự là mỗi đôi thế này thôi này, mỗi đôi nó chỉ mỗi mã chỉ một đôi duy nhất thôi, là mình rất là không lo bị trùng nhé, không lo bị trùng luôn. Chỉ một đôi duy nhất thôi. Hoa văn họa tiết thì bao đẹp luôn nhá, hoa bao đẹp luôn. Đấy là bằng đế da này, cái form thì cực kỳ chắc chắn, cái đế của nó rất là, thực sự nó rất là xịn nhá, rất là cao cấp này. Đó, đế da mà được may đế luôn. Hàng này em nghĩ chắc là cũng phải là hàng thủ công quá, hàng thủ công nên là nó mới tỉ mỉ và chắc chắn như thế này được. Đó, bên trong lót da toàn bộ luôn, bên trong lót da nhé. Đây, con này chắc cũng hàng thủ công hay sao bác ơi. Đây, các bác nhìn này, cái số mã của nó đây cũng nhá. Hàng này chắc là hàng thủ công rồi. Em bán đây là 485 nhá, nó chỉ hơi nhích nhích một xíu so với mấy đôi kia một xíu thôi. Bao nào mình mua thì mình chốt thật nhanh cho em nhé. Size là 40.5 cho em. Mã T319 nhá, T319. Rồi. Bác nào mà chân chân nhỏ bác, chân nhỏ nhỏ này, chân gọn này, 41 thì vẫn hơi ok nhé, vẫn ok này. Nhưng mà để các bác nào đi đỡ bị đau chân quá, đỡ bị đau chân thì 40.5 là ok nhất các bác nhé, 40.5 này. Như các bác lần đầu mới mua hàng bên em thì các bác nhắn tin gọi điện số Zalo em đã để trên màn hình các bác nhé. Bên em thì luôn luôn là bao ship, nên các bác nào mình mua thì mình chịu khó mình cọc cho em 100k để em đi đơn nhé. Cuối video thì em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã coi video của em ngày hôm nay.